đầu mùa chắc chắn mùa là chắc chắn mùa hồ cũng là thùng rác đúng không? Hồ thùng rác cũng ra luôn. Trời ơi đâu mà đó là đường xe chạy dưới lên thoát có mưa. Trời ơi đâu mà son đâu mà rổ hai ba lông ngoài đây và xuống làm sao đó. Chị bớt cho cơn mưa nước chè không ngủ thôi nữa đâu mà cú ra cái hàng rác cái đầu dữ không mấy rổ này đầu này ra cái miếng chuột của người ta nè xong rồi cái gì thùng phía bên này thì nước sạch con này kia cần chấm thì nước sạch. Ok, chạy chút. Bên này thì rác xong. Còn phía bên kia này đường men quanh á nước sạch. Đây thì chơi cho nó trôi nè. Nó đầu chơi cũng ít. Không có dục đâu. Rồi khúc giữa men này sao nó thả bậy bạ với ông mấy đi thì bắt được cái kia trời ơi thùng mấy câu nhựa đâu ai dục cái ông cái này thì xe cầu chứ rồi mấy ông nội kìa rồi mấy cái khóc này mấy cái khóc nhựa này uống vào quanh này coi đây cái phòng nhựa này xô nhựa thôi mình tạm dừng ở đây chào tạm biệt mọi người.